Xin chào tất cả các bạn và các em, chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại chuỗi 15 phút học hóa mỗi ngày với về chuỗi 20 câu lý thuyết hay sai. Ở đây thì như các bạn đã biết thì cái chuỗi này thì làm nên để muốn giúp cho tất cả các bạn và các em học tốt phần ST, đúng không? Và có những cái trải nghiệm nó xịn sò nhất về việc học hóa, nhất là về chuyên đề ST Repeat. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em hãy chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn và các em vào đây vậy ạ. Câu số 1. Có thể phân biệt được. Đây mình nhìn này. Điểm đặc biệt luôn là có đầu HCO nên chắc chắn nó sẽ trắng bạc. Thì phân biệt HCO CH3 và CH3 CO CH5 là sử dụng AgNO3. Trong NH3 thì HCO CH3 cho mình kết tủa bạc. Còn lại CH3 CO CH5 không hiện tượng. Câu số 2. Chất X có công thức phân tử là C4H8O2. Khi X tác dụng bên NaOH thì sinh ra muối là CH3CONa, vậy x của chúng ta nó là CH3COOC2H5. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Câu số 3. ST nào sau đây có phản ứng trùng hợp? Trùng hợp phải có nối đôi CC ạ. Anh này không, anh này không, anh này không, nối đôi CC này, C. Câu số 4. Chất nào sau đây là ST no đơn chức mạch hở? No nhá. Đơn chức mạch hở, đây hai chức bỏ rồi. Được chưa? Đây là no này, đơn chức mạch hở này. Đúng không? Anh này không phải là no đơn. Đúng chưa? Anh này thì là thiếu mất một hydro. Nên no đơn chức mạch hở chỉ có thể là A. Câu 4, đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các em nhé. Câu 5 ạ. Este vinil acetat. Câu 5 ạ. Este vinil acetat thì có công thức cấu tạo là đây, vinil nhóm thế nó phải là nhóm thế vinil này, acetat này, D này. Câu 5 đáp án gì? Câu 6. Este này thì có tên gọi là gì? Đầu này là, đây là mesacrylat rồi. Etin mesacrylat. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 6 đáp án D. Câu 7. Chất nào dưới đây không thuộc loại axit béo? Không thuộc. Khó nhìn nhỉ? Mình nhìn xem anh này nào. C17. Chắc này là H35 rồi. COH thì anh này là axit béo rồi. C15, H31, COH đây là axit béo rồi. Anh này là C2A, đây là mạch, này mạch phân nhánh mà rõ ràng axit béo là mạch không phân nhánh. Vậy là A không thuộc loại axit béo. Câu 7 đáp án A. Câu 8. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải, tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải. Vậy là đứng đầu tiên phải là nhiệt độ sôi thấp nhất là este, rồi ancol, rồi acid. Este, ancol, acid, acid này cao hơn A. À, câu 8 đáp án A. Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai? Thủy phân hoàn toàn chất béo thì luôn thu được glycerol. Thủy phân hoàn toàn chất béo thì luôn thu được glycerol, đúng. Metin acrylate, tripalmitin, tristearin thì đều là este. Chính xác. Chất béo là trieste của axit béo với glycerol, đúng. Ở điều kiện thường, chất béo ở trạng thái rắn sai, anh này là chất béo không no, gốc là gốc không no thì nó phải ở trạng thái lỏng. Sai là gì? Câu số 10 ạ. Chọn phát biểu không đúng. Chất béo là triacin glycerol. Đúng. Xà phòng hóa hoặc thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng không hoàn toàn, phản ứng thuận nghịch, sai là B. Câu 12 ạ. Cho dãy các chất, số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương. Tráng gương cần có chó hoặc HCO. Chó này, HCO này, HCO, vậy là có 3. 3 đáp án đúng là đáp án A các em nhé. 3 đáp án đúng là đáp án A. Câu 12 đáp án A. Câu 13. Chất X thực hiện các phản ứng sau. Mình nhìn nhá, X này là không phải là cộng với brom mà đây là thực hiện phản ứng oxy hóa. Brom hiện tính oxy hóa. Thế thì không thể là B được. Không thể là anh này được, không thể anh này được. Thực hiện tính oxy hóa để về đầu HCO bởi vì nó có nhóm chó. X cộng cao H là thủy phân này. À. Không phải. Không phải, không phải, không phải. Thầy lỗi. Đầu tiên là X thủy phân ạ. X thủy phân ra Y và Z. X thủy phân ra Y và Z.
Thì thằng Y này tác dụng với Brom trong nước, vậy thằng Y chắc chắn phải là anhít. Và đây là phản ứng oxy hóa khử. A được, C được, B bỏ, D cũng được. Y thì tạo thành T, T lại tạo thành Z, vậy suy ra Y và Z có cùng carbon. Y và Z có cùng carbon thì đây là 3 carbon, đây 3 carbon, được. Đây 3 carbon, đây 3 carbon, ờ cũng được. Nhưng ạ, nhưng cái thằng Y và Z có cùng carbon này, nhưng mà thằng Z này nó phải no. Và đây cộng KOH tạo thành Z cộng nước, thì thằng Z này nó phải no, bởi vì là khi cộng với Brom phản ứng oxy hóa rồi thì nó sẽ tạo thành là thằng no. Được chưa? Vậy không thể là C. Đáp án đúng đáp án D. Thế viết phương trình cho các anh nhìn nha. XCH5CO thì tạo thành thằng Y của chúng ta. Nó sẽ là C2H5CHO. Thằng Z của chúng ta là C2H5COOH. Thằng T của chúng ta nó sẽ là C2H5COOH. Chỗ này là sorry, COK cộng KOH thì tạo thành thằng Z. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Câu 14 ạ. Nhận xét nào sau đây không đúng? Trong phản ứng ete hóa từ ancol và axit, phân tử nước có nguồn gốc từ nhóm OH của axit carboxylic. Đúng rồi. Không thể điều chế được phenin acetat từ phenol và axit acetic. Đúng. Phản ứng ete hóa giữa axit carboxylic và ancol là phản ứng nghịch. Đúng. Thủy phân ete đơn chức trong môi trường bazơ luôn thu được sản phẩm muối và ancol có thể anhít nhá. Sai là gì? 14 gì ạ? 15. Ủa, có thể cho ete no đa chức mạch khảo x. Công thức phân tử CXHIO4 và x nhọn bằng 5. Tác dụng NaOH thu được sản phẩm chỉ gồm một muối của axit carboxylic và một ancol, biết x tham gia phản ứng trắng bạc. Đầu tiên là x trắng gương, nên chắc chắn x chúng ta phải có đầu HCO. Mà đề bài sản phẩm chỉ một muối, nên suy ra nó chỉ có một gốc duy nhất. Đây là gốc duy nhất. Vậy bây giờ với thu được NaOH O4, O4 thì ít nhất nó phải là HCOO thêm một thằng C nữa rồi. Vậy là 2, 2 x 2 là 4. Vậy ít nhất x phải bằng x bằng 4, x bằng 5. Với x bằng 4 thì mình sẽ có anh đầu tiên, anh C4 H6O4. Thì cấu tạo của nó sẽ là HCOO CH2 HCOO CH2. Đúng chưa? Thứ hai là với x bằng 5 thì mình sẽ có là anh C5 H8 O4. Thì anh này nó sẽ là HCOO C C C C 5 à? 1 2 3 4 5 rồi. Ơ không được. Bỏ này đi. COO CH. Đúng không ạ? Đấy thì đủ 5 carbon. Một trường hợp. Trường hợp thứ hai là anh HCOO này, C này. C này. C này. OOCH. Đấy. Vậy tổng cộng ở đây chúng ta sẽ có, câu 15 này chúng ta sẽ có 1 2 3 este. 3 công thức cấu tạo thỏa mãn. Ok, có 3 thôi nhá. Câu 16. Cho chất X tác dụng với lượng dư là một lượng vừa đủ dịch NaOH. X tác dụng với NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 trong NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho T tác dụng với NaOH lại thu được Y. Vậy điều này chứng tỏ là Y và Z là cùng carbon. Y và Z cùng carbon, vậy loại thằng này 1, 2, 3 loại này. 2, 2 được. Được chưa? 1, 1 được. Tác dụng với NaOH vừa đủ thì thu được. Bây giờ giả sử nó là B đi.
CH3COOCH nối đôi CH2 cộng NaOH thì y chúng ta là CH3COONa, z của chúng ta là CH3CHO thì mình sẽ thu được là CH3COONH4 cộng NaOH thì nó sẽ tạo thành là CH3CONa. Đáp án đúng, đáp án B, chính xác luôn. Câu 17. Số phát biểu đúng là phản ứng thủy phân este trong môi trường axit luôn là phản ứng thuận nghịch, chính xác. Phản ứng este hóa luôn là phản ứng thuận nghịch, chính xác tiếp. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit luôn là phản ứng thuận nghịch. Đúng, chính xác luôn. Chính xác luôn. Phản ứng este trong môi trường axit. À không, không phải. Có phản ứng một chiều. Ví dụ như là thủy phân thằng CH3COCH nối đôi CH2 thì nó là một chiều. 4. Phản ứng xà phòng hóa este là phản ứng một chiều, cái này đúng. 2, 3, 4 đúng, 3 nhận định đúng thôi. Đây ví dụ như là thủy phân trong môi trường axit là CH3COCH nối đôi CH2 cộng nước thì nó là phản ứng một chiều. Câu 18 ạ. Tiến hành thí nghiệm. H2O+ có vai trò là chất vừa xúc tác vừa tăng hiệu suất sản phẩm, chính xác. Mục đích chính của việc thêm NaCl bão hòa để tránh phân hủy sản phẩm, sai. Để tách, tăng trọng lượng riêng, tách chất. Sau bước 2, ống nghiệm vẫn còn CH5OH và CH3COH. Đúng rồi, bởi vì đây là phản ứng este hóa thì lúc nào cũng còn. Nó là thuận nghịch mà. Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp, chính xác. Este nổi lên trên, hỗn hợp còn lại chìm xuống dưới. Thí nghiệm trên là dùng điều chế, sai. Phenin acetat thì không thể điều chế từ phenol và axit acetic được. Có thể thay thế H2O4 đặc bằng HNO3 đặc, sai. HNO3 đặc thì nó không có tính háo nước. Vậy mình chỉ có 1, 3, 4 đúng, 3 nhận định đúng. Câu 19 ạ. Ủa. Câu 19. STX được tạo bởi từ một axit carboxylic hai chức. Đốt cháy hoàn toàn X thu được số mol CO2 bằng số mol oxy phản ứng. Thực hiện sơ đồ sau. X cộng H2 tạo thành Y, vậy suy ra X có 2PCC. X1, X2 thuộc cùng dãy đồng đẳng. X1, H4 đặc thì không thu được anken. Vậy X1 này không tách được nước. Vậy mình nghĩ ngay đến X1 của chúng ta là CH3OH. Thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đó chắc là X thu được CO2 bằng số mol oxy. Tỷ lệ mol X1, X2 thuộc cùng dãy đồng đẳng thôi. Thì mình chỉ thu được X1 là CH3OH chứ mình chưa suy được X2 là gì. X được tạo bởi từ một axit carboxylic hai chức và ancol đơn chức, đốt cháy X thu CO2 bằng nước, bằng oxy, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khi đun nóng X1 không thu được anken. Đấy, chỉ vậy thôi. Đốt X1 tạo ra NCO2 bằng NOxy. Nên phân tử X có số nguyên tử hydro. Nên phân tử X của chúng ta nó phải có số nguyên tử hydro bằng 2 lần số oxy. Mà đây là hai chức và ancol đơn chức, vậy nó là O4 thì nó sẽ là H8. Vậy mình nghĩ ngay thằng X của chúng ta là CH3 này, OOC này, C này. À không 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 không. Lỗi. Đây. C này. COO này. CH5. Thì đủ H8 được. Vậy X2 là ancol nitrilic đúng. XY đều mạch không phân nhánh đúng. X công thức phân tử xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. H8. O4 đúng. Z. Có công thức đây, Z đây. COONa. C. COONa. Không có H. Thằng Z này không có H. Nên là sai. Sai là A các em ạ. Sai là A. 20 ạ. Điều chế este trong phòng thí nghiệm được mô tả theo hình vẽ sau. CH5OH, CH3OH, CH4, H2O4 đá bọt.
Etin acetat nhiệt độ sôi thấp nên dễ bị bay hơi khi đun nóng. Chính xác. H2O4 đặc vừa là chất xúc tác vừa có tác dụng hút nước. Chính xác. Etin acetat qua ống dẫn dưới dạng hơi nên cần làm lạnh bằng nước đá nung tương tự. Đúng. Khi kết thúc thí nghiệm cần tắt đèn cồn trước khi tháo dẫn hơi. Sai. Phải tháo dẫn hơi trước khi tắt đèn cồn. Bởi vì để cho, bởi vì nếu mà em mà tắt đèn cồn trước thì cái này nó lạnh, nó hút nước, hút cái dung dịch trở ngược lại và trong bình này nó làm cho nứt vỡ ống nghiệm. Vai trò của đá bọt để bảo vệ ống nghiệm không bị vỡ. Chính xác. Mình có A, B, C, E, 4 cái nhận định đúng nhá. Được chưa? Từ từ ạ. Vai trò của đá bọt để bảo vệ ống nghiệm không bị vỡ thì đúng rồi, để giúp cho ống nghiệm sôi êm dịu thì ống nghiệm không bị vỡ. Mình có 4 nhận định đúng nhá. C ạ. 4 nhận định đúng. Rồi. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi thầy chữa phần lý thuyết như này. Và thực ra là để làm được những cái câu về lý thuyết cực kỳ ở mức vận dụng cao này thì chúng ta phải có cái khả năng tư duy thật là tốt. Và nếu mà như vậy thì thường thì những cái bài tập trong sách khoa, sách bài tập hay thầy cô dạy trên lớp thì sẽ không thể thỏa mãn được điều này. Và những cái cách làm những cái câu này thì thầy đã được thầy chia giảng rất là kỹ ở bên trong cái khóa nền tảng của thầy. Nên là bạn nào mà muốn học được đầy đủ nhất và theo một cái trình tự logic nhất thì có thể tham khảo cái khóa học của thầy bằng cách là inbox cho fanpage hoặc inbox cho nick cá nhân của thầy. Ok, bye bye, chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại chúng ta ở đề sau.